quê cha. Chùa thiêng Phật ngự có ta có mình, quê hương sâu nặng nghĩa tình, tiếng chuông vang vọng nhật trình sớm hôm. Vang tiếng y chùa quê ta đó, nơi đây đất mẹ quê cha y, quê hương sâu nặng biết bao nghĩa tình. Nay về quê hương thăm lại mái chùa, chùa nơi quê mình, tiếng chuông vang vọng từ ngàn xưa, tiếng kệ tiếng kinh dục lòng quý khách, thành tâm vãn cảnh chùa thắp hương nguyện cầu nguyện. A Di Đà Phật nhất ni tâm phân ni cầu. Lại dòng đó đưa
hồn tôi. Điều buồn quá điều thương, sao chảy lòng đến thế. Sống làm biết khi nó cho cạn, như tình quê hương trong tôi. Sống làm biết khi mô cho cạn, người ơi đục trong nước vinh hơi. Tạm Bồ Tát. Thank you.
Ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni an tọa nơi các bàn chứng minh, kính mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý vị đạo tràng. Giờ đây dưới làn khói hương trầm nhẹ thoảng, cùng với hào quang của mười phương chư Phật đang hiện tọa đạo tràng, trong buổi sáng hôm nay thật có duyên lành và phước báo, chùa Linh Quang chúng con hoan hỷ được cung đón chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni từ các chùa trong và ngoài huyện đã quang lâm chứng minh buổi lễ. Xin phép chư tôn đức hoan hỷ cho chúng con được giới thiệu chung sự quang lâm của quý ngài. Xin toàn thể đại chúng nổ một tràng pháo tay do Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị Phật tử từ các chùa gần xa cùng toàn thể nhân dân đã bớt chút thời gian vàng ngọc quy tụ về đây dự lễ cầu nguyện với bổn tự nhà chùa. Xin hân hạnh giới thiệu chung và nhiệt liệt đón tiếp quý vị. Xin đại chúng nổ một tràng pháo tay để chào đón. Một lần nữa, chúng con xin được thành kính đê đầu đảnh lễ chư tôn thiền đức và kính gửi lời cầu chúc an lành đến toàn thể quý đại chúng. Kính chúc buổi lễ hôm nay được thành tựu viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Về dự buổi lễ cầu nguyện trùng tu Tam Bảo chùa Linh Quang sáng ngày hôm nay, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể đại chúng cùng lắng nghe tiếng trống hội Thăng Long Tiêu Sơn đến từ thành phố Bắc Ninh biểu diễn. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay cổ vũ cho đoàn múa. Xin kính mời. Thưa bạch chư tăng đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu, chư vị Phật tử gần xa cùng toàn thể nhân dân, kính thưa thầy chủ trì chùa Linh Quang Thích Nữ Diệu Hiền, hôm nay rất vinh dự cho câu lạc bộ chống hội thôn Tiêu Sơn được nhận lời mời của thầy chủ trì Thích Nữ Diệu Hiền về đây mang tiếng chống hội đến từ vùng Kinh Bắc Bắc Ninh, quê hương của ngàn năm văn hiến, về thôn Thượng Định Lãng, tỉnh Hải Dương dự buổi lễ khởi công động thổ trùng hưng ngôi Tam Bảo chùa Linh Quang Ninh Thêm, múa màn chống hội trong buổi lễ trọng đại này. Lời đầu tiên xin thay mặt cho đội chống hội thôn Tiêu Sơn xin tôn kính và kính chúc các quý vị đại biểu, chư vị Phật tử, nhân dân một lời chào chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi lễ khởi công động thổ trùng hưng ngôi Tam Bảo được thành tựu viên mãn. Sau đây màn múa chống hội vũ khúc Khải Hoàn xin được bắt đầu. Là động lực cho ta diệt thù, chống chào đón mùa thu, rồi chống lên. Thank you.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, một lần nữa xin toàn thể đại chúng dâng một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để tán dương công đức cho đoàn múa chống hội Thăng Long Tiêu Sơn. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đoàn luôn luôn an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật, để luôn đem tiếng chống hội đến muôn nơi cúng dường lên hồng ân tam bảo. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay nữa ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ gần xa, trong buổi lễ cầu nguyện trùng tu tam bảo chùa Linh Quang hôm nay, hàng Phật tử chúng con xin phép được cung kính dâng lên cúng dường hồng ân tam bảo và chư tôn đức những đóa hoa tươi thắm sắc, thể hiện tâm thành tôn kính của những người con Phật. Trong buổi lễ sáng ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời đoàn múa dâng hoa. Xin mời nổi nhạc múa dâng hoa cúng dường. Ơi buồn đau trong chất trong lòng người, trong pháp màu thiêng liêng, ngàn hào quang rọi sáng lòng chân, còn mê mờ quá tình đời, sâu đau rồi đến trong một loài, lại ngài cho con xu quy y sáng. Dâng đóa hoa, con lên chùa dâng hoa, con cũng dường chư lòng thành con tưởng nhớ, đến bao ngày đã qua, một hồi chuông vừa sống tình cờ, lòng con chợt thấy cuộc đời muôn đau trong chất trong lòng người, nguyện cầu cho nơi nhau Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử gần xa cùng toàn thể nhân dân, chùa Linh Quang được hình thành và phát triển theo không gian và thời gian ra sao, sau đây ban tổ chức chúng con xin kính mời đại chúng cùng lắng nghe về tiểu sử của chùa Linh Quang do Phật tử Nguyên Từ lên giới thiệu về tiểu sử của bổn tự nhà chùa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa thầy trụ trì, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, các quý Phật tử thập phương, kính thưa các quý vị, các cụ, các ông, các bà là Phật tử, kính thưa toàn thể nhân dân thôn nhà, tôi thay mặt trong ban thôn nhà xin cầu nguyện cho việc trùng tu chùa Linh Quang. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức tuyên đọc lịch sử của chùa Linh Quang thuộc thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nội dung lịch sử gồm hai phần. Phần thứ nhất, chùa Linh Quang ngày xưa được xây dựng từ những năm giữa thế kỷ 19, vào thời kỳ đó cả xã Bình Lãng có 5 ngôi chùa, riêng thôn Thượng Hải có 3 ngôi.
Một là ngôi chùa Chọn, hai là ngôi chùa Cầu Mai, ba là ngôi chùa Cầu Lý. Trải qua bao cuộc thăng trầm biến đổi của thời gian, hai ngôi chùa là chùa Chợ và chùa Cầu Lý nay không còn nữa. Chỉ còn lại duy nhất chùa Cầu Mai. Trong thời gian đó, chùa Cầu Mai được tọa lạc trong khuôn viên với diện tích 2.000 m² đất và xây dựng theo hướng Tây Nam. Phía Đông Bắc và Tây Bắc là cánh đồng lúa bao la bát ngát và có con sông nhỏ gọi là sông Cầu Mai. Phía Đông Nam là khu dân cư, phía Tây Nam là con đường giao thông của xã. Ngôi chùa chính được xây dựng 5 gian hình chữ đinh. Phía sau có chuôi vồ, trong đó có bàn thờ chính với diện tích là 90 m². Chùa được xây dựng bằng gạch nung đỏ, cột kèo làm bằng gỗ lim, có chạm khắc hết sức tinh xảo theo lối kiến trúc thời nhà Nguyễn. Mái chùa được lợp bằng ngói mũi truyền thống. Trong khuôn viên chùa có nhà thờ tổ, có các công trình phụ trợ khác. Trong chùa có các ban thờ tượng Phật đầy đủ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhà chùa là nơi hội họp các tổ chức chính trị của Đảng và là ngôi nuôi dấu cán bộ thương binh. Trong giai đoạn đó, chùa không có sư trụ trì nên chùa dần dần trở thành hoang phế. Đến năm 1944, chùa có sư cụ ở chùa Xuân Nẻo điều một nhà sư về để hương khói và tu sửa lại chùa. Xong chỉ được 3 năm thì nhà sư đã rời bỏ đi nơi khác tọa lạc. Một lần nữa, chùa lại không có người chăm sóc khói hương và thờ phụng. Đến năm 1953, cây chùa đã bắc qua sông Cầu Mai bị cano Pháp hút đổ. Lúc đó đã phục để phục vụ cho chiến đấu. Chùa Cầu Mai bị tháo dỡ một phần để lấy gỗ nối thành cầu bắc qua sông, phục vụ cho dân quân du kích ta đánh giặc. Trong thời gian này, nhà chùa ở chùa Chợ có một sư cụ tên là Tiến thường xuyên lên chùa Cầu Mai để thắp hương ngày mùng 1 và ngày rằm. Nhưng cũng chỉ được vài ba năm thì sư cụ mất, chùa lại một lần nữa không có người chủ trì và chùa dần dần trở thành nơi phục vụ cho các sinh hoạt an ninh để xã hội. Trải qua những năm tháng khó khăn vì hoàn cảnh đất nước nên vào năm 1966, đất chùa được trưng dụng cho nhân dân làm kinh tế để nâng cao đời sống hàng ngày. Do vậy, đất chùa bị thu hẹp rất nhiều cho tới ngày nay. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các Phật tử trong thôn và sự phát triển của chùa, năm 1989, chùa được các Phật tử trong thôn xây dựng lại trên nền chùa cũ với diện tích chỉ có 50 m² và đổi tên là chùa, đổi tên từ chùa Cầu Mai thành chùa Linh Quang ngày nay. Năm 2005, được sự quan tâm của Ban Công tác Mặt trận thôn, vận động nhân dân và Phật tử trong thôn cùng sự đóng góp của các quý khách thập phương công đức, lên lúc đó lại xây lại phần chuôi vồ và lập lại mái ngói. Năm 2009, Ban Công tác Mặt trận thôn cùng các Phật tử thỉnh cầu và đón được Sư Thầy Thích Lữ Diệu Hiền về chùa để chăm sóc hương khói và hướng dẫn các Phật tử tu tập. Trải qua 9 năm có sự chăm lo của Thầy trụ trì ngôi chùa từ những hoang tàn, lạnh lẽo, đến nay chùa Linh Quang đã có nhiều thay đổi đáng kể, diện mạo cũng được khang trang và đổi mới. Sư Thầy đã chăm lo đến đời sống tinh thần và hướng dẫn các Phật tử sống theo giáo pháp của Phật. Song song đó, Thầy còn cùng các quý Phật tử tu bổ lại các ban thờ Phật cho trang nghiêm và làm đường bê tông cho các Phật tử đi lại thuận tiện khi đến chùa tu tập, làm lại toàn bộ các công trình phù trợ. Tiếp tục, Thầy lại mua thêm 200 m² đất liền kề. Thầy chủ trì còn tổ chức các khóa lễ mang tính tâm linh và văn hóa để các Phật tử có cả cơ hội về chùa cùng
cùng nhau chia sẻ lời Phật dạy, góp phần thăng hoa đời sống tinh thần. Ngoài việc hoàn thành một cách tốt nhất vai trò của người lãnh đạo tinh thần, sư thầy còn góp phần vào các công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp những người hoàn cảnh khó khăn theo đúng chủ trương tốt đời đẹp đạo ngày 9 tháng 9 năm 2017, được sự tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã hội cũng như thôn, được sự ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần của các quý Phật tử trong và ngoài xã. Nhà chùa đã đúc được đại hồng chung, cho dù điều kiện nhà chùa còn hạn hẹp, song được sự tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm của sư thầy và các Phật tử, đại hồng chung đã hoàn thành, làm tô thêm diện mạo của ngôi chùa. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các vị quý khách, thưa toàn thể nhân dân cùng các Phật tử gần xa, với lòng kính Phật yêu nước, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, được sự quan tâm của các quý ngài trong ban trị sự Phật giáo và các cấp chính quyền, sự lãnh đạo của sư thầy Thích Nữ Diệu Hiền và sự hộ pháp của các Phật tử gần xa, chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, chùa Linh Quang sẽ được trùng tu phát triển ngày một khang trang và trang nghiêm thanh tịnh, trở thành nơi tìm về của quý Phật tử, đem sự an vui đến với mọi người. Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể thân an, các quý vị đại biểu, quý khách cùng toàn thể nhân dân, quý Phật tử gần xa luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể đại chúng. Tiếp theo sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Nguyễn Thị My, Phật tử chùa Linh Quang, lên có đôi lời chia sẻ về hiện trạng của nhà chùa hiện nay. Xin kính mời cụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các quý thầy, kính thưa các quý vị đại biểu trong thôn, trong xã. Bởi vì tôi là những người đi tu, à, bây giờ nếu nói như bây giờ thì chúng tôi cũng là những người hơn tuổi. Như hôm nay nhà chùa có giới thiệu tôi lên để phát biểu ý kiến mấy lời để cho các Phật tử nắm được, thì tôi biết đâu tôi nói đấy. Tôi có ý kiến là khi tôi về đây, tôi lớn lên thì tôi không biết cái ngôi chùa này nó có di tích hay không, thì điều đó tôi không biết. Thế nhưng tôi chỉ biết rằng khi chúng tôi muốn rằng quy tập, thì tôi có nhận được một miếng đất ở cái khu chùa này, còn của chùa ngày trước như còn lại không ai sử dụng. Thì chúng tôi có 10 người, chúng tôi tổ chức nhau, chúng tôi quy tập lại để chúng tôi nghĩa là xây chùa. Chúng tôi đi xin xỏa từ viên gạch, viên ngói cho đến cái cây, cái que để chúng tôi dựng cái ngôi chùa. Thì báo cáo với các Phật tử là đến bây giờ là tan nát hết rồi, chỗ nào cũng đổ, chỗ nào cũng đổ. Vâng, anh. Chỗ nào cũng đổ, chỗ nào cũng dột. Vì vậy cho nên là đổ, khi thầy về đây chủ trì chùa này, thầy cũng thấy ngôi chùa quá là tan nát. Cho nên thầy tôi cũng cố tâm cùng với Phật, các Phật tử chùa đây để xây dựng nên ngôi chùa khác. Còn nói thật với các Phật tử là trước khi cái ngôi chùa này đấy, thì các cụ ở xa thì không biết, chứ còn thì những Phật tử ở thôn quê chúng tôi chưa có cái ngôi chùa nào bị tượng thì phải khoác áo tơi bao giờ, là bởi vì dột quá rồi. Đến lúc mưa chúng tôi đọc phải lấy ni lông đắp cho tượng thôi, dột và đổ rồi, nát hết rồi. Chúng tôi đi xin cũng báo cáo rằng đi ra các cái nồi gạch ngoài cái xin thì ai ta cho gạch A, gạch B bao giờ. Người ta cho đọc cho ăn những cái viên gạch nửa sống nửa chín, cho nên về xây không được bao nhiêu. Xây thì báo cáo với các vị là
chúng tôi xây bằng cát và bằng vôi, thậm chí thì bốc cả bùn lên để làm vữa để xây, đến bây giờ nát hết. Thì thôi thì cũng báo cáo là trước hết là cũng báo cáo với các vị là tôi cũng biết đâu tôi nói đấy, thế còn chùa thì như thế nào thì các vị đã nắm được rồi. Và chúng tôi là những người già, chúng tôi không đi được nơi xa xôi thì chúng tôi ở lại quê hương. Chúng tôi có lời hương khói hàng tháng, hàng năm, đề nghị các ban lãnh đạo hết sức giúp đỡ. Thế còn báo cáo nè, tất cả các Phật tử cố gắng mang tâm, mang sức của mình ra để đóng góp và xây dựng lên ngôi chùa. Chứ nếu mà cứ như này thì thầy cũng quá là mệt mỏi rồi. Thế bây giờ dựa hết cả vào những tinh thần và lực lượng của các Phật tử, báo cáo hết. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để kính chúc sức khỏe của cụ luôn luôn được khỏe mạnh, trường thọ và tinh tấn tu tập để dìu dắt hàng con cháu tiếp tục tu tập cùng với sư thầy. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, kính thưa quý vị đại chúng. Sau đây ban tổ chức chúng con xin kính mời toàn thể quý đại chúng cùng lắng tâm hướng lên lễ đài và xem một đoạn clip video ngắn của nhà chùa để thấy được sự mục nát của nhà chùa trong thời gian trước đây. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính mời đoạn video. Xin mời toàn thể đại chúng hãy hướng lên lễ đài ạ. Tâm thư khuyến hóa hồn phước trùng tu chùa Linh Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, quý mạnh thường quân cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài nước. Cổ đức có câu: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa cong lớp ngói đỏ từ lâu đã trở thành hình ảnh gần gũi thiết tha của bao thế hệ. Chùa không chỉ là nơi che chở cho hồn thiêng dân tộc, nơi an tâm tu học của bốn chúng xuất gia, đồng thời còn là nơi dành cho đông đảo Phật tử muôn phương sớm hôm nương tựa, tu tập, sinh hoạt, bồi đắp giáo lý từ bi và trí tuệ, nơi chốn bình yên để gửi gắm tâm linh của vạn loại chúng sinh. Chùa Linh Quang là một trong ba ngôi chùa cổ linh thiêng có từ thời Lý 1137-1138, với khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông. Nhưng do chùa nhiều đời không có sư trụ trì nên đất đai không có người trông coi gìn giữ, nay chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 1.000 mét vuông. Năm 1998, toàn thể nhân dân, chính quyền và Phật tử trong thôn cùng nhau xây dựng lại trên nền chùa cũ một ngôi bảo điện lập bằng tre và bờ rô tạm bợ để che nắng, che mưa mỗi khi trời đổi gió và phục vụ tín ngưỡng cho đông đảo bà con nhân dân Phật tử cầu cúng, lễ bái vào các ngày sóc vọng. Con đủ duyên lành về đây từ năm 2010, lúc chùa chỉ là ngôi giả lam bé nhỏ ấy. Đến ngay cả chỗ để bày trí tượng Pháp cũng không đủ cung ngôi thứ bệ. Theo năm tháng dần trôi, sự khắc nghiệt của thiên nhiên khí hậu, sự biến hoại của thời gian khiến ngôi chùa càng trở nên điêu tàn hoang lạnh. Tường vách bị rêu phong ẩm mốc, nóc thì rột nát, bụi cát rơi đầy. Nhân dân nơi đây không biết nương nhờ vào đâu để có nơi an ổn, lễ bái, khẩn nguyện. Trên tinh thần hoằng dương Phật Pháp, với tâm nguyện của chúng con cùng Phật tử phát nguyện trùng hưng tam bảo để trang nghiêm cảnh Phật cho Phật tử mỗi khi về chùa an tâm tu tập, học Pháp giúp Phật tử có điều kiện tốt hơn tu dưỡng tâm bồ đề, và tượng Pháp cung ngôi cũng có nơi bày trí an vị. Do vậy,
việc trùng tu ngôi Tam Bảo là hết sức cần thiết. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, để hoàn tất một ngôi chùa khang trang tố hảo thì kinh phí xây dựng không phải là nhỏ, nên việc hoàn thiện tâm nguyện này đòi hỏi phải có nhiều bàn tay chung nhau gánh vác sẻ chia. Non xanh là bởi nhiều cây, thành công là bởi bàn tay nhiều người. Vì vậy, bổn tự chúng con kính cẩn trên nương nhờ oai lực của chư Phật Bồ Tát, nhờ hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức lực chú nguyện của hiện tiền chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, sau cùng nhà chùa tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý Phật tử, thiện nam, tín nữ gần xa, ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành. Ăn cũng hết, mặc cũng mòn, cúng dường Tam Bảo phúc còn mai sau. Làm chùa tạc tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Vẫn biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi tấm lòng ủng hộ của quý vị đã nói lên đạo tâm vô lượng. Dù chỉ là một giọt dầu cũng thắp lên ngọn đèn sáng, một viên gạch cũng góp phần tạo nền móng cho ngôi nhà chính pháp sau này. Ngôi Tam Bảo hoàn thành sẽ là dấu ấn ghi lại công lao đóng góp của tất cả quý vị, giúp con cháu thế hệ sau này biết hướng về tâm linh nguồn cội. Lễ khởi công trùng tu xây dựng Tam Bảo chùa Linh Quang dự kiến tiến hành vào ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tức Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019. Bằng cả tấm lòng tri ân của người con Phật, chúng tôi tha thiết ngưỡng mong chư vị thiện nam tín nữ, chư vị mạnh thường quân gần xa hoan hỷ phát tâm cúng dường của ít tâm thành, chúng ta cùng đóng bè tập phúc, góp phần xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Linh Quang được trang nghiêm tố hảo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính chúc quý Phật tử cùng các nhà hảo tâm thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, gia đạo hưng long, luôn an lạc và hạnh phúc. Mọi sự phát tâm hỷ cúng theo địa chỉ: Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Diệu Hiền, chùa Linh Quang, thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hoặc chuyển khoản số tài khoản 0600326004001, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Nơ Trăng Long, thành phố Hồ Chí Minh, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thùy, điện thoại 0987701118, 0979337259. Thưa toàn thể đại chúng, thay Phật tuyên dương pháp diệu huyền là phước điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Giờ phút này, toàn thể đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, muốn được nghe những lời pháp nhũ của chư Tôn Đức. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh đại diện chư Tôn Đức lên chia sẻ về Phật pháp và sách tấn cho chúng con trên con đường tu tập. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên hiện tiền chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni. Lời đầu tiên là tôi xin chúc sức khỏe hết cả đạo tràng và mong cho buổi lễ được thành tựu, buổi lễ cầu nguyện hôm nay được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Và hôm nay cũng là một cái ngày rất hân hoan đối với quý bà, quý cô và các chị, vì hôm nay là ngày 20 tháng 10. Nhân tiện đây, chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni cũng là gửi đến quý bà, quý cô, quý chị những cái lời chúc tốt đẹp nhất, và xin
được tặng rất là nhiều đóa hoa hồng đến quý bà, quý cô và quý chị trong ngày 20 tháng 10 này ạ. Chúc cho gia đình của quý bà, con cháu, nội ngoại, con trai, con gái, dâu rể, trong nội, trong ngoài, đi xa về gần, đi ngược về xuôi, trong nước, ngoài nước, chân cứng đá mềm, trong ấm ngoài êm, trên thuần dưới hòa, sự nghiệp được vững bền và cũng đem lại cái sự hạnh phúc, an vui trong gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa vị quý vị, như hồi nãy là những lời tâm sự đúng không? Thì chúng ta cũng biết rồi đó, chúng ta cũng cảm nhận rồi đó. Chỉ có một cái việc là chúng ta thành tâm cầu nguyện cho cái mong muốn của Thầy Trụ Trì và cái mong muốn của nhân dân, để cho nó cái việc mà trùng tu tôn tạo nó được là thành tựu viên mãn. Thì chúng ta cũng mong muốn làm sao mà quý vị các cấp lãnh đạo chính quyền quan tâm giúp đỡ. Và thực sự ra mà nói thì cô Diệu Hiền cũng như Phật tử là tâm nguyện là như thế. Tuy nhiên cái việc mà các vị đóng góp là phải đóng góp, xây dựng là phải xây dựng, hoàn thành là phải hoàn thành. Cái việc đó viết rất cần thiết, bởi vì là cái việc làm này là nó rất là quan trọng. Những cái câu thơ như hồi nãy chúng ta nghe đó, những cái câu mà để động viên chúng ta rồi đấy, để mà chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái đời sống tâm linh của mình này. Thì hôm nay cả quý thầy cũng như quý Phật tử về đây để mà làm một cái lễ cầu nguyện cho cái việc tôn tạo trùng tu chùa liên quan được thành tựu viên mãn. Thì những cái nội dung mà hôm sáng hôm nay nó quá viên mãn, nó quá đầy đủ rồi. Thầy thì xin thêm như vậy thôi, và chúng ta cũng kiên tâm trì trí để mà chờ đợi khi mà giấy tờ xong thì chúng ta khởi công làm chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa quý đại chúng, thay lời ban tổ chức, chúng con xin cung kính tri ân và thọ lãnh sự chia sẻ của sự giáo hóa về đạo Phật, giúp cho toàn thể đạo tràng chúng con được thấm nhuần và an lạc tu học theo chánh đạo quý ngài đã truyền trao. Chúng con kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, hoằng dương chánh pháp lợi lạc trên cõi ta bà. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý đại chúng, về dự buổi lễ cầu nguyện trùng tu Tam Bảo chùa Linh Quang hôm nay có những lắng hoa tươi thắm được kính dâng lên cúng dường hồng ân Tam Bảo. Sau đây ban tổ chức chúng con thành kính giới thiệu, trân trọng giới thiệu có lắng hoa tươi thắm của chùa Hưng Phúc Bắc Ninh. Chúng con kính cung thỉnh sư thầy Thích Nhuận An lên tặng hoa. Chúng con xin kính cung thỉnh sư thầy Thích Nữ Diệu Hiền lên nhận hoa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lắng hoa của Phật tử chùa Linh Quang. Xin kính mời đại diện Phật tử Viên Từ, đại diện cho hàng Phật tử chùa Linh Quang lên tặng hoa trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh sư thầy Thích Nữ Diệu Hiền, trụ trì chùa Linh Quang lên nhận hoa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị đại chúng, còn chương trình tặng hoa còn rất nhiều hoa và quà, nhưng do thời gian không cho phép, cho nên xin phép quý vị nhà chùa xin ghi nhận và tri ân công đức của tất cả quý vị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại chúng, chào mừng buổi lễ cầu nguyện trùng tu Tam Bảo chùa Linh Quang hôm nay có ca sĩ Duy An đến từ thành phố Bắc Ninh thể hiện. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho tiết mục. Đã đạt danh quán quân danh hiệu dân ca ba miền. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để tán dương công đức của ca sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy cũng như toàn thể quý đạo trang. Duy An hôm nay cũng rất là vui được về cùng với quý thầy, cùng với quý đạo trang. Thì sáng thì Duy An cũng đã gửi tới thật tất cả quý vị rồi. Và để liên tục chương trình thì Duy An xin được trân trọng gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát Hồn Quê. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Tương chân hôm nay lớn dần, lòng buồn vơi vơi xa xa, vơi là kỷ niệm con người thương với lan ban chiều và mái tranh thua còn nằm nơi cây me che bóng mát. Mỗi chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sống lại bên giây phút đầu, lời ngọt ngào nào cho nhau. Tình hò hẹn nào mai sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương có cây phượng ngày hè. Mùa nước lên điên điền chỗ bông, với bao niềm vui ôm trọn bao lòng. Lúc mình chưa níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thắt mặn bờ môi. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để tán dương công đức của ca sĩ Duy An. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại chúng, nối tiếp chương trình sau đây, ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni cùng các cụ cao niên cùng lên làm lễ cầu nguyện trùng tu Tam Bảo chùa Linh Quang của chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con xin kính cung thỉnh và trân trọng kính mời ạ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới hương đình hương giữ tuệ, giải thoát tri kiến hương quang minh vân đại biện pháp giới cung dường thập hương Tam Bảo tôn. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hiện nay tại đất nước Việt Nam, tỉnh Hải Dương, huyện Tứ Kỳ, xã Bình Lãng, thôn Thượng Hải, chùa Linh Quang. Hôm nay là ngày lần tháng tốt, tức là ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Đệ tử chúng con tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di thiền nam tín nữ Phật tử xa gần cùng nhân dân thôn Thượng Hải, chỉ tâm chỉ thành chỉ tiết túc triển hương hoa quả phẩm tổ hảo viếng mang hiện cùng chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng.
nguyện cầu trùng tu tôn tạo ngôi chùa Linh Quang mỗi ngày mỗi khang trang tổ hào. Nguyện cầu cho đất nước Việt Nam được bình yên, nhân dân Việt Nam ấm no hạnh phúc, Phật đạo Việt Nam được xương minh vĩnh cửu, cùng nhân dân ba nhà trong thôn ngoài xóm, trong xã ngoài xã, trong huyện ngoài huyện tự kỳ được mùa màng tốt tươi, con cháu đề về gia đình an vui hạnh phúc, cán bộ lãnh đạo sức khỏe dồi dào sáng suốt hùng sự, nhân dân được thành tựu nhiều điều tốt đẹp. Cầu nguyện cho nội từ ngoài từ ấm linh nhiều đời nhiều kiếp, vong linh nhiều đời nhiều kiếp, những vị cống tiền cống đức hậu cống đức được thừa tứ tam bảo lực, nghiệp chướng tiêu trừ tộc thoát u đồ tạo đăng bị ngàn khổ nguyện, âm siêu dương thời pháp giới chúng sinh tình dự vô tình thể thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tăng Quang, Ta Na Đa Bà Lợi Ni 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 Đa Bà Lợi
đề Phật tử cùng nhân dân bà gia bà tánh bất gia bất hò được nghe thân sư khương thái mạng vì bình an tật bình tiêu trừ tai qua nạn khỏi nghiệp chướng báo chướng sở trí chướng ngoan đối chướng túc chướng hoành chướng cầu thù chấp đối túc trái tiền kiên nhất thiết ác duyên tất giai yêu diệt gia đình các khánh hạnh phúc tăng long sợ cầu như sở nguyện viên thành phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dự vô tình đề thành Phật Đại Nam Mô A Di Đà Hãy subscribe
Nhất cái giây phút mà chúng ta đặt cái viên đá để xây cái nền móng của ngôi chùa Linh Quang. Chúng ta tiếp tục mà dâng những tràng pháo tay thật dài thật lớn rộn rã để cúng dường Linh Hồng Hân Tam Bảo ạ. Nam mô Hoa Nghỉ Tạng Bồ Tát. Vâng, như vậy là lễ chúc mừng cầu nguyện trùng tu Tam Bảo chùa Linh Quang đến đây đã thành tựu và được dưới sự chứng kiến quan hệ của chư tôn đức và cũng như quý vị đại biểu. Một lần nữa, ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh an tọa nơi các bàn chứng minh, kính mời Phật tử đồng an tọa. Tiến sĩ triết học Duy Cường, quán quân thần tượng Bolero 2018, giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hà Nội đã sắp xếp thời giờ vàng ngọc về với đạo tràng chùa Linh Quang hôm nay để dâng lên lời ca tiếng hát cúng dường Hồng Ân Tam Bảo, kính dâng lên toàn thể đạo tràng trong buổi lễ của chùa Linh Quang sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thực ra hạnh phúc khi mà ngày hôm nay Duy Cường lại được về với chùa Linh Quang trong một giây phút rất là thiêng liêng, đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một ngôi chùa rất là tuyệt vời nơi một miền quê rất là yên ả như thế này. Và Duy Cường thì thực sự hôm nay rất là hạnh phúc, bởi vì là cả 3 ngày, ngày 18, 19 và 20 thì Duy Cường đều có live show của mình ở nhà hát lớn, tối qua thì ở Bắc Giang và tối ngày hôm nay sẽ là tại nhà hát Âu Cơ của thành phố Hải Dương. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày 20 tháng 10, ngày của chúng ta tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời nhất, những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời. Nên Duy Cường xin phép được gửi tới tất cả những người mẹ, những người chị hiện diện tại nơi đây lời chúc sức khỏe và chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc thật là lớn lao khi mà Duy Cường được sự share riêng của anh Nguyễn Tất Tùng, là chủ tịch của công ty du lịch quốc tế Ngân Tùng và công ty sữa Nona Trumac, đã đưa Duy Cường về đây để được thành tâm dâng lên Tam Bảo những lời ca tiếng hát và phục vụ tất cả quý vị. Và ngay bây giờ, như là một lời chào, như là một lời chúc của Duy Cường sẽ được gửi tới tất cả các mẹ, tất cả những người phụ nữ đẹp nhất ngày hôm nay ca khúc Tình Mẫu Tử.
dân trời. Giờ đây con đã lớn khôn lên, không thể nào quên tên cha lòng mẹ gian khó ngày đêm. Bạn bè thương mến xung quanh, thầy cô giúp con học anh. Cảm ơn thân ca, cảm ơn cha mẹ nghĩa công sinh. Là con của mẹ, biết chọn cuộc đời này, lòng mẹ mãi theo con. Chúc con xin được dành tặng bông hoa tây thắm này tới một người phụ nữ, người đầu tiên người mẹ rất là tuyệt vời. Vâng, là chúng ta cho một tặng thật lớn ạ. Mẹ đã sanh con ra đời, công ơn cao vời ngút trời mây. À ơi, sông kia có cạn, núi kia có mòn, lòng người còn mang nặng tình thương. Năm tháng dần trôi, giờ đây con đã lớn khôn lên, không thể nào quên cha lòng mẹ gian khó ngày đêm. Bạn bè thương mến xung quanh, thầy cô giúp con học hành. Cảm ơn tất cả, cảm ơn cha mẹ nghĩa công sinh. Nãy đây thì trước khi mà vào đây thì ban tổ chức có nói với Di Cường rằng là hôm nay thì toàn huyện của chúng ta là mất điện, cho nên là chắc hẳn là chúng ta ở đây cũng rất là nóng. Và con nói với Di Cường rằng là sợ là âm thanh không tốt, rồi Di Cường hát không được trọn vẹn. Nhưng mà Di Cường cũng xin phép rằng là ngày hôm nay là ngày Di Cường nhất tâm dâng lên Tam Bảo những lời ca tiếng hát cùng với tất cả quý vị Phật tử ngày hôm nay đã hiện diện. Cho nên là Di Cường dù cho như thế nào, dù cho không có mic, không có âm thanh, Di Cường vẫn hát để dành tặng tất cả quý vị. Và bây giờ âm thanh như thế nhưng mà quý vị có thấy hay không? Không muốn hát nữa không ạ? Dạ, cảm ơn. Vâng ạ, vậy thì chúng ta hãy cho anh Nguyễn Tất Tùng, chủ tịch của Ngân Tùng Du lịch Quốc tế một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Anh đang đứng ở rất là xa kia đấy ạ. Dạ. Bây giờ Di Cường xin phép được gửi tặng tới tất cả ca khúc Lạy Phật Quan Âm. Dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Âm Bồ Tát chịu hiến thân 12 nguyện lớn dâng lên, cứu giúp bao cơn khổ nạn từ bi Bồ Đề. Quang ơn trái tim sang người, quang ơn tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhẫn liễu thân vàng, cứu giúp mang mẹ người thương thân nhà.
tòa sen vàng, ôi hương trầm tòa ngát nhân gian. Lại phận quan âm diệu con qua bến mê thay, cho con đường sống đời an vui, cho con đường sống đời xinh tươi. Quan âm cứu khổ, quan âm cứu nạn đời con già ơi. Suốt cuộc đời từng bước chân con
rồi con khôn lớn cha cũng ra đi. Từng lời cha nói mãi còn trong tim. Cha ơi con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ. Phật cung kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng cùng tất cả công dân thông thượng. Hôm nay ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi, toàn thể quý Phật tử ở thập phương và nhân dân thôn thượng, con em xa gần đồng hướng về quê hương nguồn cội, và tất cả mọi người đồng có tâm đức để người có công kẻ có của đem những cái tâm của mình như một viên gạch vừa nãy chú Duy Cường cũng có nói, để cống hiến và cúng dường nơi tam bảo. Nguyện cầu ngôi tam bảo của chùa Linh Quang chúng ta sớm được hiện hiện trên cái làng quê bé nhỏ này. Và đó cũng không ngoài mục đích mà tất cả anh em ca sĩ từ tối hôm qua tới hôm nay, và tất cả con cháu ở trong thôn thượng, những tiểu doanh nghiệp, tiểu thương, những nhà doanh nghiệp ở trên địa bàn thôn thượng cũng đồng hướng về mỗi người mỗi chút cùng với thầy chùa và các Phật tử nhân dân nơi đây dựng xây ngôi tam bảo. Và đây trước mặt chúng ta, chú Tuân là chú là giám đốc của một công ty nấu ăn nhỏ thôi, nhưng trong tâm của chú cũng là một người con rất là hiếu thảo. Trong suốt rất là nhiều năm chú phục vụ người cha già, nâng lên đặt xuống mà chưa bao giờ than phiền một câu nào. Và đối với một người mẹ hiền, chú luôn luôn cung kính. Đây không phải là người đệ tử Phật, là một người dân bình thường, chưa có quy y tam bảo, nhưng trong lòng của chú đã giữ trọn năm giới của Đức Thế Tôn, tức là một người con hiếu thuận. Mà Đức Phật thường dạy trong kinh Thiên Kinh Vạn Quyển,
dĩ hiếu vi tiên, tức là tất cả hàng ngàn hàng vạn quyển kinh quý vị có đọc cả đời này qua đời khác, nhưng nếu chúng ta bất hiếu thì đồng nghĩa là chúng ta chưa từng đọc và chưa từng thực hành lời của Đức Thế Tôn. Nhưng chú không đọc kinh, không quy y Tam Bảo, là một dân thường, một doanh nghiệp nhỏ cũng không giàu có gì, mà đi cũng đi làm thuê cho công ty thôi. Nhưng mà chú đã có tâm, hôm nay thành tâm tất cả các món chay mà quý vị được thưởng thức ở trong cái đạo tràng ngày hôm nay là do chính tay chú và những công nhân của chú nấu lên để dâng cúng cho Tam Bảo và cho toàn thể nhân dân tôn thượng chúng ta cùng thưởng thức. Quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Thầy xin ca sĩ Duy Cường cho thầy được nói vì sao thầy muốn nói chú là người con quê hương trước, là bởi vì nhân tiện đây thầy cũng nói luôn là con của cô Kiều và bác Tàu có sinh ra được một người con cũng hiếu thuận, rất là hiếu thuận. Chú thường nói với thầy và cũng chưa quy y Tam Bảo nha, chú cũng nói với thầy là con bạch thầy, mẹ con là mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ở cõi đời này. Con có thể từ bỏ tất cả, nhưng người mẹ của con thì không bao giờ có từ bỏ. Và con luôn luôn cung kính, hiếu thuận với mẹ của con. Và đi đâu trên quãng đường mà nếu mà gặp khó khăn thì người đầu tiên con nghĩ đến chính là người mẹ hiền của con. Và cũng nhân duyên thù thắng đó thì ngày hôm nay chúng ta mới đón nhận được ca sĩ Duy Cường, là một nam ca sĩ nổi tiếng ở trên năm 2018. Mà thầy thì nhà chùa thầy cũng không hiểu về cái ca sĩ nghệ thuật, nhưng mà thầy thấy là rất là nổi tiếng. Ở đâu thì không biết, nhưng qua ba bài hát vừa rồi, cái giọng ca rất là trầm ấm, truyền cảm. Và nó thể hiện một cái tâm nữa. Chứ nếu mình hát mà không có cái tâm, mà vì tiền hay vì một cái danh lợi gì đó thì không bao giờ truyền được đến tất cả quý vị như vậy. Có đúng không ạ? Đó là những gì mà chúng ta đón nhận được từ người con quê hương Bình Lãng, cái nơi mà cô tất cả mọi người chúng ta đều được nuôi lớn bằng cái tinh thần của dân tộc, của quê hương, của đất nước qua lời ca tiếng hát. Và có một bài hát như thế này: ở trên quê hương của chúng tôi có con đò nhỏ, có con sông nhỏ, có mái chèo, có lũy tre, có hàng cây xa xa và có cây đa bến nước sân đình. Đó là nơi tôi được nuôi lớn, đó là nơi mà nuôi dưỡng tinh thần của tôi mỗi khi tôi xa quê. Không ai không thể quên quê hương của mình, dù đó là một cái quê hương nghèo nàn, dù đó là một quê hương chưa có đủ đầy đủ những sự hiểu biết, những sự phát triển cùng với những nơi khác. Nhưng chúng ta đi đâu về đâu thì chúng ta cũng phải nhớ được rằng nơi chôn rau cắt giống, tức là nơi mà chúng ta bước cái bước chân đầu tiên trên cái cõi đời này, đó chính là quê hương. Và có một nhà thơ Phạm Trung Quân đã nói rằng quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Và tất cả chúng ta hãy luôn luôn tâm niệm hai câu thơ này đồng hướng về quê hương nguồn cội của chúng ta. Và thầy xin rất là tri ân ca sĩ Duy Cường, ca sĩ Duyên An, ca sĩ Kiều Anh Tín là những người là thuộc quán quân của năm 2018 mà cũng rất là hữu duyên. Đúng là toàn năm 2018 là những ca sĩ này rất nổi, và cũng hôm nay nhờ nhân duyên đặt cái viên đá đầu tiên ở tại chùa Linh Quang thì nhờ cái cơ duyên đó, nếu như có tiền chúng ta cũng chưa thể mời được đủ tất cả các người ca sĩ ở trên các địa bàn, nhưng nhờ cái tâm của Phật thì tự nhiên Phật chiêu cảm tới và mọi người đồng hướng tâm về một chú xứ, một địa điểm và một thời gian, một con người và một nơi chốn, cùng dâng lời ca tiếng hát lên dâng cúng dường Tam Bảo. Quý vị có thấy hoan hỉ không ạ? Dạ vâng, và bây giờ thầy cũng xin mời ca sĩ Duyên An chúng ta đồng bước chân lên đây và nhận đóa hoa tươi thắm và cái tấm lòng tri ân của thầy đại diện cho toàn thể nhân dân thôn thượng, quý tất cả những quý mặt thường quân và các người con em xa gần còn chưa được đủ duyên hôm nay về nơi đây dâng lời ca tiếng hát cũng như tâm đức cúng dường cho Tam Bảo, thì ngày một ngày hai đây là tất cả con cháu chúng ta sẽ noi gương chú Nguyễn Tất Tùng và chú Nguyễn Khương Viết Tuân và chú ca sĩ Duy Cường, mặc dù không phải quê hương nhưng cũng vẫn về, và ca sĩ Duyên An không phải quê hương nhưng mà vì là quê hương của Phật cho nên chúng ta không phân biệt màu da tôn giáo chủng tộc địa bàn, A Di Đà Phật.
nó bay thật dài thật lớn đấy ạ. Vâng, hàng gì ạ? Và đâu rồi máy quay đâu, quay toàn ca sĩ nổi tiếng đi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Như vậy vừa rồi toàn thể đại chúng đã được thưởng thức giọng ca vàng của ca sĩ tiến sĩ triết học Duy Cường, quán quân thần tượng Bolero 2018, có hay không ạ? Vâng, xin đại chúng cho một tràng pháo tay nữa để tán dương công đức của ca sĩ. Xin trân trọng tri ân công đức của ca sĩ Duy Cường và xin nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương gia hộ cho Duy Cường mãi tỏa sáng với thần tượng Bolero trong lòng khán giả mến mộ. Kính chúc Duy Cường và toàn thể gia đình hạnh phúc trong ánh hào quang của Như Lai. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa quý đại chúng, sau một thời gian được sự gia hộ của mười phương chư Phật dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, buổi lễ cầu nguyện trùng tu tam bảo chùa Linh Quang của chúng con đã được thành tựu viên mãn, trang nghiêm thắm tình đạo vị. Trước thâm ân cao quý ấy, chúng con không quên thành kính cảm niệm tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã không quản đường xá xa xôi vất vả gian lao để về chứng minh buổi lễ. Sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao, thúc niệm thân tâm cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con xin kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thụ cho hàng Phật tử chúng con trở về nương tựa và tu tập. Ban tổ chức cũng xin tri ân công đức của quý Phật tử gần xa, quý vị khách quý đã phát tâm ủng hộ cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn. Kính chúc quý vị đạo tâm kiên cố, Phật sự viên thành và luôn luôn an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Sau đây thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trở về khách đường để thọ chay, và cũng xin kính mời toàn thể đại chúng hoan hỷ lán lại ở lại dùng bữa cơm chay với Phật tử nhà chùa trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khổ.